bác cùng xem cái gốc đào này sao ạ. Rất đẹp đấy. Nụ thì rất nhiều. Tôi thì tôi đang thấy khoái khoái một cái cây nhỏ nhỏ này này. Nhưng mà cái cây này dáng trực rất hay luôn các bác ạ. Bác nhìn nhá, nụ này. Đây. Đây chính là cái cây mà mọi người sẽ nhìn nó rất thích này. Các bác sẽ bị dễ lẫn với cái cây mà nó to to hơn. Đó, cái này cái gốc này. Các bác nhìn này. Cành nhá. Bên cạnh đó có cái cây này cũng quá ư chi là tuyệt vời luôn. Hoa thì nhiều. Bác xem thấy đẹp không ạ? Nếu các bác xem thì nhớ xem các cái địa chỉ mà tôi sẽ cho số điện thoại ở dưới với chủ vườn nhé. Chúng ta cùng liên hệ để lấy được những cây đào đẹp nhất và sớm nhất. Các bạn xem video cũng nhớ đừng quên nhấn like, share và đặc biệt là đăng ký kênh để khi mà chúng tôi ra các cái video mới thì các bạn sẽ biết. Có đẹp không ạ? Cái này các bác thấy sao? Tôi rất thích cây này. Thì cái cây này mà nó nở vào đúng cái dịp mà 27, 28 Tết thì phải nói là đây là một cái cây rất đỉnh, giá sẽ rất cao luôn. Nhưng mà cũng còn rất nhiều cây nữa, ra lụ rất nhiều các bác ạ. Này do thời tiết thôi. Tiếp theo nhá, chúng ta sẽ cùng đi với cái cây khác nhá. Đây.
chúng ta mới cùng với cái cây đào này. Đây, cao tầm khoảng 1m8. Còn rất nhiều cái cây khác nữa này, các bác nhìn xem này. Số điện thoại của chủ vườn thì tôi xin để ở dưới nhé, các bác xem thì nhớ xem ở dưới cái phần chú thích. Đây là những đào cành. Đào này rất nhiều lụ luôn. Đến hôm Tết thì các bác chơi cứ thoải mái luôn này.